Làm như thế nào để tải được video TikTok về mà không dính logo ở trên iPhone cũng như là trên Android? Và chúng ta sẽ sử dụng cái video này vào mục đích gì để giúp cho kênh của chúng ta lên xu hướng? Thì chút xíu nữa Hưng sẽ chỉ cái phần đấy sau. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tải video nha. Rồi, đây là đầu tiên là cái điện thoại này là điện thoại iPhone. Điện thoại iPhone, nếu mà muốn tải thì như thế nào? Đầu tiên, trên điện thoại iPhone muốn tải thì các bạn bấm vào nút chia sẻ hoặc là vào nút ba chấm ở đây. Nút chia sẻ hoặc nút ba chấm các bạn bấm vào ạ. Sau đó các bạn kéo qua, các bạn thấy được là chữ Live Photo, các bạn bấm vào nó. Rồi, thì nó chuyển đổi về máy của các bạn. Rồi sau khi nó hoàn thành rồi thì các bạn về máy của các bạn xem. Đây, các bạn bấm vô hình ảnh, các bạn bấm vào đây. Thì các bạn thấy là cái này nè các bạn. Đây, nó là một cái hình ảnh thôi, sau đó chúng ta bấm vào cái biểu tượng này. Sau khi bấm vào biểu tượng này rồi thì các bạn bấm vào giùm cho Hưng là lưu thành video. Nhưng mà nó có một cái ở đây này. Có một câu hỏi là các bạn bảo là khi mà em lưu thành video rồi á thì âm thanh nó nằm ở đâu? Nó lại không có âm thanh các bạn à. Rồi các bạn vô các bạn coi lại này. Đây. Đúng không? Khi mà các bạn lưu thành video rồi thì cái chỗ âm thanh này nó không có nè các bạn. Nó tắt mất âm thanh. À, nó cho mình lưu nhưng mà nó lại không cho lưu âm thanh, nó chỉ lưu hình ảnh thôi. Thì bây giờ mình phải làm như thế nào để có được âm thanh đúng không? À, ok. Để lấy được âm thanh của cái video này luôn á, một là các bạn sẽ bấm vào này. Bấm vào cái biểu tượng cái đĩa nhạc này, sau đó các bạn thêm vào yêu thích, các bạn thêm vào yêu thích, sau đó các bạn đăng video kia lên lại ở trên TikTok, đúng không ạ? Và các bạn dám bấm vào gì ạ? À, dùng âm thanh này, các bạn chỉ cần bấm dùng âm thanh này, sau đó các bạn làm gì ạ? À, tải cái video hồi nãy lên, đấy cái video này tải lên, rồi bấm tiếp là âm thanh nó có luôn rồi, à là nó có luôn. Còn nếu mà giả sử như các bạn muốn chỉnh sửa cái video đó thì sao? Các bạn không muốn dùng âm thanh đấy, các bạn muốn chỉnh sửa, thì các bạn làm như thế này giúp Hưng. Các bạn bấm thẳng vào video này, các bạn in cái tay vô, các bạn bấm lưu về, rồi các bạn bấm lưu về. Rồi sau khi lưu về xong rồi á, các bạn vào giùm Hưng là phần cắt kết. À, vào phần cắt kết, mục đích là mình để sử dụng cái âm thanh video này như thế nào. Sau đó các bạn bấm thêm mới, rồi sau đó các bạn bấm vào cái video nãy mình tải về nè. À, mình tải về nè các bạn. Rồi hồi nãy mình tải về mà nó không có âm thanh nè, nó không có âm thanh gì hết đúng không, nó bị không có âm thanh. Bây giờ mình bấm vào thêm âm thanh. Mình bấm vào thêm âm thanh. Rồi mình bấm vào chữ là đã trích xuất nè, đã trích xuất. Rồi mình lấy trích xuất từ cái video mà mình mới tải về đấy. Nó có logo TikTok nè các bạn thấy không? Video này thì không có logo nhưng mà video này có logo. Thì chúng ta bấm gì ạ? À, chỉ âm thanh thôi, nhớ là lấy chỉ âm thanh thôi, không có lấy video. Đấy. Rồi bây giờ các bạn kéo cái âm thanh này cho nó ra đầu, cho nó bằng với lại cái video, xong các bạn mở lên. Thế là video này có âm thanh nha. Tại vì không có âm thanh là tại vì Hưng tắt được. Tại vì khi mình đăng lên cái đây là Hưng làm đăng lên YouTube, tắt âm thanh chứ để âm thanh nó vi phạm bản quyền. Đó. Thì các bạn làm, các bạn mở lên thì video sẽ có âm thanh như cũ. Sẽ không mất nữa, các bạn tha hồ mà chỉnh sửa, chỉnh tới chỉnh lui, chỉnh như thế nào thì tùy các bạn. Thì đó là cách thứ nhất nếu mà chúng ta sử dụng điện thoại iPhone. Và nếu mất âm thanh thì làm theo cách này, hoặc là cái cách mà chúng ta đăng trực tiếp lại lên trên kênh TikTok thì làm như cách hồi nãy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với điện thoại Android nhé. À, cái này thì dễ lắm, các bạn vào CH Play. À, các bạn tải giùm Hưng một cái. Khi mình lưu về là hình ảnh nó đẹp vậy luôn, HD luôn nha các bạn, như cũ. Rồi các bạn thấy giùm Hưng là cái chữ này không ạ? À? Đây, Snap Tip cho các bạn. Snap Tip TikTok Download. Các bạn bấm vào cái này tải về cái app này về, sau đó các bạn mở lên này. Rồi. Các bạn mở lên thì sao ạ? À? Nó đơn giản thôi. Các bạn mở lên rồi á thì các bạn qua bên TikTok, các bạn copy cái link đó. À, rồi các bạn vô TikTok. Rồi ví dụ như là cái video này đi, thì các bạn bấm vô cái phần share. À, các bạn bấm vô cái chữ share này, bấm vô. Xong bên này nó có cái chữ copy link này, các bạn chỉ cần bấm copy link. Rồi bấm copy link xong rồi sao ạ? À, xong mình đi qua cái phần cái app của nó. Rồi nó sẽ hiện lên trên mình luôn. Đấy. Chỉ cần copy link thôi qua đây là nó hiện lên, các bạn thấy nó thông minh không? Xong mình bấm gì ạ? À, mình bấm là download video. Đây, bấm vào download video. Rồi nó đang chạy, các bạn nhìn ở trên kia thấy nó đang chạy không ạ? Đấy, khi nào nó chạy xong thì mình ra mình xem thôi. Khi nào nó chạy xong thì mình xem nhé. Rồi, để Hưng coi nè. Hưng coi thử vô, mình làm vô cái phần hình ảnh mình coi thì có chưa. Rồi, video đã có rồi nè các bạn. Đấy, video rất là rõ, rất là nét đúng không? Và không có logo nào ở trên đây cả. Không có logo nào cả nha. Đó thì đó là Hưng đã chia sẻ cho các bạn hai cách làm sao mà để tải được video từ trên TikTok về mà không dính logo trên Android và trên iPhone.
Vậy thì khi chúng ta tải về với mục đích để làm gì ạ? Thường là chúng ta sẽ sử dụng cái video đấy để chúng ta đăng lên cái kênh của chúng ta. Và có rất nhiều bạn làm như thế này. Chúng ta qua app Trung Quốc, chúng ta lấy những cái video gái xinh về rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, chúng ta lấy những cái video gái xinh về rất là đẹp, sau đó chúng ta làm gì ạ? À, chúng ta xây kênh, chúng ta câu view, chúng ta bán đi thì cũng có tiền. Thì đó là cách làm để bán kênh thôi. Thì Hưng cũng không khuyên như vậy, cho nên các bạn tự xây kênh của mình, xây nhân hiệu của mình, sau đó mình bán hàng, mình kiếm tiền ở trên TikTok. Còn cái việc mà xây kênh để thu hút nhiều người sau bán kênh thì đó cũng là một cách kiếm tiền. À, rất nhiều bạn cũng đang làm như vậy. À, ví dụ như mình bấm một cái trang là gái xinh này, có rất là nhiều bạn re-up kênh ở bên Trung Quốc về. À, sau đó là làm lên là bán thôi nha, nó đơn giản thôi. À, ví dụ như này đi. À, không biết kênh của bạn này, gái xinh Việt Nam. Đấy. Hoặc có thể là mình đi lấy những video của người khác. Đó. Ví dụ như bây giờ nha, các bạn lập một kênh mới đi. Tư duy là như này này, các bạn lập một kênh mới mà không phải xây thương hiệu cho các bạn, mà các bạn muốn xây cho nó nhiều follow đấy. Nó nhiều follow ấy. À, cái kênh này thì chủ yếu là video của người khác bỏ lên thôi các bạn ạ. Nó không có phải là một người đâu. Thì người ta làm như thế nào? À, người ta cũng lấy video của người khác, sau đó người ta đăng lên như này này, các bạn thấy nhiều người đúng không? Thì cái việc mà làm giải trí hoặc là làm gái xinh như này thì nó thu hút rất là nhiều đám đông, và nó thu hút rất là nhiều lượng follow này. Đây 297.000 follow này. Tại vì gái xinh thì ai cũng thích mà đúng không? Đấy, thì các bạn sẽ làm những cái video giải trí, những cái video nhảy nhót, những cái video gái xinh, thì các bạn sẽ thu hút rất là nhiều người về. Sau đó các bạn xây kênh, xây bán cái kênh này đi. À, thì đó cũng là một cách kiếm tiền. À, nhưng mà mình khuyên là nên xây dựng nhân hiệu của mình, thương hiệu của mình, để mình bán cái sản phẩm của chính bản thân mình. Thì hôm nay Hưng muốn chia sẻ để các bạn biết được rằng là chúng ta sẽ lấy được video về như thế nào. Và nếu mà chúng ta muốn nhanh lên xu hướng, muốn ta có một kênh, thật sự là các bạn chỉ cần làm gì, chứ cần đăng video như này lên thôi là nó có video nhiều được xem rồi. Đây là 8,1 triệu được xem, 3,1 triệu được xem, toàn video triệu view thôi. Nếu mà đăng gái xinh như vậy nó hút nền tảng rất là nhiều. À, nhưng mà nó hút rác về thôi nha. Tùy vào mục đích sử dụng của chúng ta mà chúng ta lựa chọn cái cách làm cho nó phù hợp. Hy vọng rằng là video này cũng sẽ giúp cho các bạn có được cái cách nhìn rõ ràng hơn về cái việc mà chúng ta đang re-up hoặc là chúng ta xây dựng thương hiệu của mình như thế nào. Nếu video này hay thì các bạn cho Hưng xin một like nha, để Hưng có động lực làm những video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Nếu mà các bạn muốn học thêm về TikTok, các bạn muốn xây kênh TikTok thì có thể tham gia vào những nhóm của Hưng ở trong cái phần mô tả đấy, để giúp các bạn hiểu sâu hơn về chính sách cũng như là cách làm TikTok, làm sao để nhanh lên xu hướng và kiếm được tiền từ trên TikTok. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo nha.